Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi làm tiếp theo cái phần thứ 5, cũng là chương thứ 5 như sau: tác dụng những gương xấu của các đại diện Chúa đối với xã hội Kitô giáo. Vì các nhà lãnh đạo cũng như các thành phần được gọi là các đấng bề trên trong Kitô đều là những phường đạo đức giả, mang đầy mình đủ mọi thứ tội ác xấu xa cực kỳ ghê tởm như đã trình bày trong các chương ở trên. Cho nên các hữu Kitô, gọi là con chiên Kitô theo gương xấu trên đây của các đấng bề trên của họ mà mang nặng lòng đố kỵ, tị hiềm và kèn cựa, chẳng những đối xử với nhau mà còn với những người thân thương ruột thịt. Dưới đây là một số những trường hợp điển hình mà độc giả có thể kiểm chứng được một cách rất dễ dàng. Trường hợp 1, ông Charles Nguyễn kể lại nơi các trang 220-223 trong cuốn Công giáo trên bờ vực thẳm, đăng trên giao điểm năm 2001. Tâm sự đau lòng của ông đại ý là vào khoảng tháng 9 năm 1996, người vợ và đứa con thân thương của ông biết được chính ông là tác giả những bài viết tố cáo một số những việc làm bất chính của giáo hội La Mã. Thế là vợ và con ông lôi ông ra xử lý, ông kể lại. Sau đó đúng ngày 9 tháng 3 năm 1988, ông biết vợ con tôi kiếm đâu ra tờ Đông Dương Thời Báo có một nhắn tin: ông Nguyễn Chấn, chúng tôi đã nhận được bài viết của ông. Vợ tôi mang về nhà làm toán lên, mấy mẹ con súng vào tra vấn tôi đủ điều khiến cho gia đình tôi u ám thê thảm như có đám tang. Vợ tôi trở thành một thứ phán quan, chỉ còn thiếu vàng hỏa mà thôi. Cuối cùng tôi phải chọn lựa, một là chấm dứt viết bài chống tà đạo, hai là phải xách khăn gói quả mướp ra đi. Tôi dứt khoát chọn giải pháp thứ hai để bảo vệ cái quyền tự do phát biểu tư tưởng của mình đến cùng. Ngày tối hôm đó, tôi bỏ nhà ra đi với một cái túi nhỏ đựng ít đồ cần thiết và ngủ đêm tại gầm cầu Freeway 59 Hilton cùng với mấy bác da đen homeless, bởi vì lúc đó tôi không có một xu dính túi. Đây là một kỷ niệm nhớ đời của tôi. Từ đó tôi sống một mình như cánh chim tự do, nay đây mai đó, bất định tại mấy thành phố miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Tôi làm việc vừa đủ kiếm sống qua ngày để có nhiều thì giờ rảnh rang dành cho việc nghiên cứu các vấn đề tâm linh mà tôi luôn luôn cảm thấy thiếu thốn như một kẻ bộ hành khát nước trong sa mạc. Tôi kể lại những chuyện riêng tư này để quý độc giả có thể hình dung phần nào về cái thầm lặng công giáo. Nếu tôi không kể những mẩu chuyện thật này, tôi tin rằng quý độc giả ngoại giáo khó có thể tưởng tượng được cái tròng mắt vào cổ người công giáo mà bà Joanne Mill gọi là The Catholic Lock. Giữa năm 2001, ông trao cho giáo điểm Foundation phát hành hai tác phẩm Công giáo huyền thoại và tội ác và Công giáo trên bờ vực thẳm mà ông đã cặm cụi biên soạn trong mấy năm trời mới hoàn thành. Đây là hai tác phẩm đã và đang làm chấn động trên văn đàn hải ngoại và trong nước. Với những tác phẩm nổi tiếng như vậy, tất nhiên là ông Charles Nguyễn không thể nào thoát khỏi những con mắt cú vọ của giáo triều thập ác Vatican. Và đàn cừu non người Việt Nam, ông Charles Nguyễn cũng biết rõ như vậy. Ông tiên liệu là bằng mọi cách giáo hội La Mã và tập thể con chiên Việt sống đạo theo đức tin Kitô ở hải ngoại sẽ không buông tha ông. Quả thật là như vậy. Sự việc đã xảy ra đúng như ông tiên liệu. Ngày 10 tháng 11 năm 2001, một người bạn thân từ Houston
gọi điện thoại nói cho người viết hay rằng có một chiên tên là Phạm H, xưng là bạn thân của ông Trai Lê Nguyễn, gửi email cho anh Hoàng Nguyên Nhuận, chủ bút tờ Chuyển Luân ở Úc Đại Lợi, để xin điện thoại và địa chỉ của ông Trai Lê Nguyễn. Anh Hoàng Nguyên Nhuận liền tiếp xúc với ông Trai Lê Nguyễn để nói rõ từ sự, và được ông Trai Lê Nguyễn ân cần dặn rằng phải tuyệt đối không cho chiên Phạm H và bất cứ con chiên người Việt nào khác biết số điện thoại và địa chỉ của ông. Ông còn cho biết rằng chủ đích của việc họ xin điện thoại và địa chỉ của ông là tìm cách thuyết phục ông. Nếu không thuyết phục được, họ sẽ tìm cách xúi dục vợ con ông, làm cho gia đình ông lủng củng, thêm với dạ tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình ông, giống như giáo hội La Mã đã từng làm, đang làm và còn làm dài dài. Thảm cảnh này đến với gia đình ông Trai Lê Nguyễn là do ảnh hưởng trực tiếp gây ra bởi chính sách ngu dân với những lời giáo huấn bất lương cực kỳ ác độc được cấy vào đầu óc tín đồ của giáo hội. Giáo hội La Mã chủ trương rèn luyện tín đồ thành những hạng người phải tuyệt đối vâng phục giáo hội, phải đặt tình thương yêu đối với giáo hội lên trên tình yêu thương lứa đôi trai gái, lên trên tình yêu thương vợ chồng, lên trên cả tình yêu thương giữa cha mẹ với con cái và giữa con cái đối với cha mẹ. Ngoài ra, giáo hội còn dạy rằng nếu cần thì cha con phải tố cáo nhau, vợ chồng phải tố cáo nhau, anh em tố cáo nhau, bạn hữu tố cáo nhau, hàng xóm láng giềng tố cáo nhau, vân vân, trước tòa án của giáo hội, đúng như lời Chúa trong kinh Matthew 10:21 kể trên. Trường hợp 2, một con chiên người Việt khác và cũng là một sĩ quan, nhà văn quân đội chuyên viết về những chuyện bút ký chiến trường, đã từ chối không nhìn người cha ruột vào khi thân phụ anh ta lần mò đến một trại học tập tìm lại anh ta sau hơn 30 năm xa cách kể từ khi thân phụ anh đi theo tiếng gọi của non sông lên đường chiến đấu bảo vệ quê hương đất tổ từ cuối năm 1945. Trường hợp 3, câu chuyện được kể lại về một cặp vợ chồng Việt Nam khác tôn giáo, người vợ đạo gốc, chồng ngoại đạo. Khi lấy nhau ở Việt Nam, họ giao ước với nhau rằng đạo ai người ấy giữ. Họ đã sống với nhau rất là hạnh phúc. Khoảng giữa thập niên 1980, họ vượt biên và được đưa sang định cư ở Vancouver, BC, Canada. Mỗi sáng chủ nhật, bà vợ thường đi nhà thờ có một linh mục người Việt Nam. Không biết ông linh mục này đã nói với bà vợ này như thế nào, rồi bà ta về nhà đòi ông chồng phải theo đạo. Ông chồng vốn là tín đồ thuần thành đạo Phật, nhất định từ chối và nhắc lại lời giao ước trước khi họ chính thức thành hôn. Thuyết phục mãi, ông chồng vẫn khăng khăng giữ vững lập trường. Cuối cùng bà vợ bỏ ông chồng và dọn về ở sống chung với vị linh mục. Chỉ tiếc câu chuyện đó, có lẽ người chồng nạn nhân mới rõ. Trường hợp 4, đó là tác giả của 4 câu thơ quái đản dưới đây. Nếu cha tôi mà theo cộng sản, tình cha con đứt đoạn không thương. Một mai đây giữa chốn xa trường, tôi sẽ nhắm thẳng ngực người mà bắn. 4 câu thơ này rõ ràng là ảnh hưởng lời dạy phi luân và mất dạy của ông Giê-xu Matthew 10:34-37 và của giáo hoàng Phao-lô thứ tư năm 1555-1559 như đã nói ở trên. Trường hợp 5, khi còn dạy học ở thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, vợ tôi gặp lại người cùng quê, cùng họ đạo, cho nên gia đình này rất mừng rỡ và thân thiết. Gia đình này có đứa con gái khoảng 17 hay 18 tuổi, thường gọi tôi là bố, theo những học sinh trong vùng. Có lần tôi hỏi cô bé đó rằng, khi lập gia đình con có mặt đặt nặng vấn đề tôn giáo không? Không suy nghĩ, người thiếu nữ này đã trả lời thẳng thừng rằng ai muốn cưới con làm vợ thì phải theo đạo, nếu không có đạo. Và khi đã sống với nhau rồi, dù cho có cả một đàn con mà nó bỏ đi nhà thờ thì con
cũng cương quyết ly dị. Trường hợp 6, những tội ác đặc biệt quái gở và ghê tởm như kể trên sau đây, tôi chưa bao giờ nghe thấy trong xã hội Việt Nam. Họ là những người đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong lòng xã hội Kitô giáo, được rèn luyện sống theo đức tin Kitô cả. Bản tin của báo The Columbian Vancouver WA số ra ngày 19 tháng 12 năm 1994. Tội ác của tên tội đồ Jeffrey Dahmer thật là làm tàn ác ghê gớm, hầu như là không thể nào xảy ra trong một xã hội văn minh. Giết người băm chặt nạn nhân ra từng miếng mà còn ăn thịt cả 17 thanh thiếu niên nạn nhân. Cho nên không có ai tỏ ra thương xót khi hay tin nó bị đánh chết ở trong khám đường Wisconsin trong tuần này. Joseph Fritz, một trong những trường hợp cực kỳ ghê tởm mới xảy ra gần đây và được đăng ở The New Tribune, Tacoma, Washington, số ra ngày thứ Năm 19 tháng 3 năm 2009, nơi trang A3 như sau. Tin từ Felton, Australia, người cha nhận tội vì đã giữ con gái trong buồng giam trong nhiều năm. Hôm thứ Tư ngày 18 tháng 3 năm 2009, ngồi trước vành móng ngựa, Joseph Fritz vội vàng nhận tất cả những tội ác. Một đặc tính làm mọi người ngạc nhiên trong những tiết lộ cho biết ông ta đã cầm tù người con gái của ông ta cả 24 năm trong một buồng giam, nơi mà ông ta đã hãm hiếp nạn nhân và sinh đẻ tới 7 người con rất là kín đáo. Tội ác này làm cho cả thế giới chú ý. Rick đã bình thản nhìn nhận tội ác, trong đó có cả tội sát nhân, sát hại một trong 7 đứa trẻ này. Rick nói rằng ông ta xúc động khi nghe những lời khai đau khổ của người con gái của ông qua một cuộn băng ghi âm. Rick, 73 tuổi, nhìn nhận hết tất cả tội ác nêu trên làm trong bản cáo trạng và nói với các quan tòa trong phiên xử đó rằng là những hành động bệnh hoạn của ông ta. Chuyện này được báo Sài Gòn Nhỏ số 640 ra ngày 20 tháng 3 năm 2009 tóm lược và đăng nơi trang 12 Sài Gòn Nhỏ số 640 ngày 20 tháng 3 năm 2009 trang 12 nguyên văn như sau. Áo kẻ loạn luân ra tòa. Joseph Fritz giấu mắt sau chiếc kẹp cài, chiếc kẹp tài liệu màu xanh và nói với luật sư: tôi sợ lắm. Trước phiên tòa xử y về tội giam giữ và cưỡng hiếp con gái suốt 24 năm trời, Rick tiếp tục giấu mặt sau kẹp cà tài liệu này. Thẩm phán bắt đầu làm việc phiên tòa được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, diễn ra ở thành phố Portland, cách thủ đô Áo 65 km. Hôm nay, Rick bị buộc tội giết người, cưỡng hiếp, loạn luân, giam và bắt con gái làm nô lệ một cách bất hợp pháp. Giới chức Áo cho hay Rick tống giam và liên tục cưỡng hiếp con gái Elizabeth trong gần một phần tư thế kỷ dưới căn hầm không cửa sổ mà ông ta xây ở thị trấn Amestin. Elizabeth sinh cho ông ta 7 đứa con, trong đó có một đứa chết vì vừa ra đời. Công tố viên truy tố Rick tội giết người vì cho rằng đứa trẻ này có thể sống nếu y đưa nó đi bệnh viện. 3 trong số những đứa con lớn lên dưới căn hầm ở Amstetten chưa từng thấy ánh sáng mặt trời cho tới tháng 4 năm ngoái, năm 2008. Khi vụ việc được phanh phui, 3 đứa khác được bà ngoại nuôi dưỡng ở căn nhà trên mặt đất. Những đứa trẻ này cùng với Elizabeth được điều trị tại bệnh viện tâm thần. Họ đang sống ở một nơi cách biệt và được đảm bảo an ninh. Không một nạn nhân nào sẽ ra mặt làm chứng trước tòa. Thay vào đó, 8 thành viên bồi thẩm đoàn sẽ xem đoạn băng ghi âm ghi lại lời khai của Elizabeth và là một trong số những người anh của cô.
Có phải chăng họ đã hành sự giống như những tấm gương xấu, loạn luân, phi luân và giả mang như đã xảy ra trong Kinh Thánh, trong giáo triều Vatican và trong giới tu sĩ Kitô? Nguồn gốc tội ác của các trường hợp trên. Phần trình bày trên đây khiến cho người viết nghĩ rằng người ta không thể không liên kết những việc đó với những câu chuyện loạn luân, phi luân, gian ác, giả mang trong Kinh Thánh và những lời giáo huấn bất lương trong chính sách ngu dân của giáo triều Vatican. Các lời dạy đó được triệt để thi hành tại các giáo khu, giáo phận và các quốc gia mà đã thiết lập được chế độ đạo Phiệt Cato làm tay sai cho giáo hội La Mã. Điển hình là ngụy quyền đạo Phiệt Cato dưới quyền lãnh đạo của tên bạo chúa Anter Bevivic ở Croatia trong những năm 1941 năm 1945. Các ngụy quyền đạo Phiệt Cato ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 năm 1975. Bạo quyền đạo Phiệt Cato dưới quyền lãnh đạo của giám mục Augustine Misago ở Randa trong năm 1994. Người ta cũng không thể không liên kết những tội ác đó với tính cách võ đoán và bất chân trong giáo luật. Những chủ trương dung dưỡng, bao che và bảo vệ các giáo sĩ giới tu sĩ của giáo hoàng John Paul II năm 1978 năm 2005 và giáo hoàng Benedict thứ 16 năm 2005 trong các vụ hãm hiếp trẻ em vị thành niên và nữ tín đồ bất chấp cả công luận, bất chấp cả luật pháp, chính quyền thế tục. Người ta cũng không thể không liên kết những tội ác đó với những cái gương phóng đảng, bê bối, thối tha, phong bản, phản nhân luân và cực kỳ mang rợ của các giáo hoàng đã được nêu đích danh trong các sách như sách Babylon, Mystery, Religion, California, rất là nhiều cuốn sách. Sách trà Vì Các Object, Dubin, Itlan của tác giả Peter de Roos, vân vân. Thực ra, trong gần 2.000 năm qua, giáo hội La Mã, từ giáo hoàng, các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican, cho đến các hồng y, tổng giám mục, linh mục và giáo dân đã liên tục có những hành động dâm ác, không kém gì những tên tội đồ Jeffrey Dahmer, Joseph Rick và những trường hợp tương tự khác. Tất cả đều là do ảnh hưởng của những hành động tội ác của các đấng bề trên và của những tấm gương xấu ác trong xã hội Kitô giáo như các trường hợp dưới đây. Ở Avignon, giáo hoàng John thứ 22 tham lam cho phép các tu sĩ được giữ tình nhân với điều kiện phải đóng thuế. Ngay cả các ông tu sĩ trong trắng cũng phải đóng thuế trong trường hợp họ ngã vào trong vòng tay của một người đàn bà. Giáo hoàng Sixtus thứ tư năm 1471 năm 1484 can tội loạn luân, ăn ở với chị em gái sinh ra đứa con trai tên là Pietro Rivio Riario và cũng là giáo hoàng đầu tiên cấp giấy hành nghề mở nhà chứa tại kinh thành La Mã. Nhờ vậy mà mỗi năm ông thu hoạch được 30.000 tiền ducat. Ông cũng thu hoạch được những khoản tiền khá lớn bằng cách đánh thuế các tu sĩ nào muốn công khai sống với tình nhân. Tệ nạn hơn, ông còn là làm tiền bằng cách bán giấy phép cho các ông nhà giàu được quyền an ủi các bà vợ có chồng, các bà có chồng xa nhà, vân vân. Tình trạng nam nữ chung chạ bừa bãi lan tràn trong khắp các nam và nữ tu viện.
cho biết toàn thể các nữ tu viện chỉ là những nữ tù nhân mang danh là các chị Phước mà thôi. Họ thường là những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi và thực sự đã trở thành những cô gái điếm. Năm 1064, một giáo sĩ xứ Orange ở Pháp đã thông dâm với người vợ thứ hai của thân phụ ông ta. Giáo hoàng Alexander năm 1061, năm 1073 không những đã không bãi chức của ông giáo sĩ này mà vẫn còn để cho ông ta tiếp tục rước lễ. Ngài cho rằng ông giáo sĩ này đã không phạm tội, có gia đình chính thức. Hai năm sau, một giáo sĩ ở Padua, Italy thú nhận là đã loạn luân với người mẹ ruột. Giáo hoàng Alexander đã đối xử rất tử tế với ông giáo sĩ này và để mặc cho ông giám mục quản nhiệm địa phương tùy ý quyết định nên hay không nên để cho ông ta tiếp tục phụng vụ. Đối với giáo hoàng Alexander thứ hai năm 1061, năm 1073, thông dâm hay loạn luân vẫn còn thích hơn là có một giáo sĩ chính thức có gia đình. Những hành vi xấu xa của các vị chức sắc này được kể lại trong các chương của bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã và chương 13 sách tâm thư gửi nhà nước Việt Nam, tóm lược như sau. 1. Tín đồ Cao Tô người Việt ở phát diệm ở Việt Nam trong những năm 1949, năm 1954 đã từng giết người, mổ bụng nạn nhân, lấy mật hòa với rượu, lấy gan theo từng miếng đem nướng, rồi cùng ngồi nhậu hả hê với nhau. Nạn nhân bị cắt cổ, đầu lâu được sâu vào một cây sào đem cắm ở đầu làng, phơi nắng phơi mưa cả mấy ngày trời. 2. Tín đồ Cao Tô người Pháp đã tàn sát dân Tin Lành, giả mang và kinh tởm. Tín đồ Cao Tô ở Á Nhĩ Lan đã tàn sát dân Tin Lành Á Nhĩ Lan rất giả mang. Tín đồ Cao Tô ở Croatia đã tàn sát tín đồ Do Thái chính thống giáo ở Croatia một cách hết sức giả mang. 3. Tín đồ Cato người Việt tàn sát những người Việt theo tam giáo cổ truyền trong thời kháng chiến năm 1945, năm 1954 và những năm 1954 đến năm 1975 ở miền Nam Việt Nam như thế nào? 4. Tín đồ Cato ở Rwanda và tàn sát 800.000 người Tutsi thuộc các tôn giáo khác như thế nào? 5. Quân lính thập tự của giáo hội La Mã trong những năm 1096 đến năm 1291 tàn sát những nạn nhân ở vùng Cận Đông và miền Nam nước Pháp như thế nào? 6. Các tòa án dị giáo của giáo hội tra tấn và tàn sát nhân dân Âu Châu như thế nào trong suốt thời kỳ từ năm 1232 cho đến năm 1820 như thế nào? 7. Tất cả các chế độ đạo Phiệt Cato Tây Sai của giáo hội như Phi Đi Nam năm 1452, năm 1516, Isabella năm 1451, năm 1504 và Philip II năm 1527, năm 1598 ở Tây Ban Nha, Louis thứ 14 năm 1638, năm 1715, Louis thứ 18 năm 1815-1824 và Charles 10 năm 1824-1830 ở Pháp, Mary 1 năm 1553-1558 ở Anh đã tàn sát những người dân thuộc các tôn giáo khác như thế nào? So sánh với các khu rừng tội ác kinh tởm và ghê gớm của giáo hội La Mã và tín đồ của giáo hội từ thế kỷ thứ tư cho đến nay, chúng ta thấy những hành động của hai thằng súc sinh Jeffrey Dahmer và Joseph Fritz kể trên chỉ là một vài hạt cát trong đại sa mạc Sahara ở Bắc Phi mà thôi. Họ đã bị chính quyền xử phạt tù hoặc đã bị các bạn đồng tù lôi ra đập chết. Anh em Cato giáo Ngô Đình Diệm đã tàn sát hơn 300 nạn nhân trong những năm ngày 7 tháng 7 năm 1954 đến ngày 1 tháng 11 năm 1963 cũng đã bị quân dân miền Nam lôi ra đập chết. Nguyễn Mạnh Quang nói chuyện với tổ chức
Việt Nam Cộng Hòa Phu Đa Xuân, trang 127, trang 131. Còn giáo hội La Mã đã sát hại tới hơn 253 triệu người. Thì sẽ bị xử lý như thế nào cho nó hợp với lẽ công bằng? Đó là hết chương thứ 5. Và chương thứ 6, thành tích của tín đồ nhiệt thành từ Âu Châu đến Việt Nam. Những người tín hữu Kitô đã bị nền giáo dục của giáo triều Vatican đã thành những tên sát nhân cuồng nhiệt. Những hành động dã man của họ đã được các chứng nhận đương thời hay sách sử ghi lại rõ ràng. Có thể kể ra một số như sau: một, chuyện Tân Giáo Hoàng đào mã giáo hoàng tiền nhiệm lấy xác cho ngồi vào ghế bị cáo rồi lập phiên tòa xử và hành hạ xác chết để trả thù, được sách The Ceiling and Fall of the Roman Church ghi lại như sau: giáo hoàng Phobosus 891-896 chết và đã chôn được hơn 11 tháng rồi. Theo ý muốn của bà Agitruda, một bà hoàng có thế lực trong giáo triều Vatican, Tân Giáo Hoàng Stephen thứ 7 896-897 ra lệnh quật mồ ngài, lấy xác đem về dinh Lateran, cho mặc áo choàng của giáo hoàng và để ngồi vào chiếc ngai vàng của giáo triều, rồi cùng các hồng y và giám mục trong tòa thánh Vatican tiến hành phiên tòa xử tội. Đây là một phiên tòa lừng danh về việc xử cái xác chết của người bị thù ghét. Bà Agiruda muốn có phiên tòa này đã từ lâu. Đó là lý do khiến bà đem theo cô bé Mozida Moroji cùng với các bà tới dinh Lateran. Và bà vui cười sung sướng vào lúc này. Trong phòng xử, mọi việc đều tiến hành đúng như dự trù. Chính giáo hoàng Stephen thứ 7 và một công tố viên của giáo triều đối chất với xác chết đã rửa thói này. Có một thanh niên trợ tế 18 tuổi run rẩy đứng bên cạnh để trả lời thay cho xác chết theo lời đã dặn trước. Phiên xử bắt đầu khi giáo hoàng Stephen thứ 7 quát tháo với vẻ mặt xanh xám trong cơn giận dữ: tại sao mày lại tiếm đoạt ngôi vị giáo hoàng? Cậu thanh niên trợ tế trả lời thay cho xác chết của giáo hoàng Phomosos: vì tôi là kẻ xấu. Vào lúc gây cấn nhất của phiên tòa, các ông hồng y Sirius Benedict Bachalic Leo John và nhiều nhân vật khác trong hàng giáo phẩm chạy ào tới xác chết, lột bỏ áo choàng dành riêng cho giáo trời giáo hoàng và xé rời ba ngón tay của bàn tay mặc ra khỏi bàn tay, giống như các ông giáo hoàng khác khi còn sống. Giáo hoàng Phomosos thường dùng ba ngón tay này để ban phước lành trong khi làm lễ. Sau đó họ lôi xác chết này ra khỏi phòng xử. Khi các ông hồng y và tu sĩ khác súng nhau lôi xác chết này ra khỏi dinh Lateran và kéo lê theo dọc đường phố, thì cô bé Marozia cũng có mặt ở đó. Rồi thì họ liền cái xác chết đó xuống sông thay bờ, làm cho nước sông bắn tung tóe lên. Sau đó giáo hoàng Stephen VII sai hồng y Sirius đem ba ngón tay đã xé rời khỏi xác chết dâng lên cho bà Agitruda theo lời yêu cầu của bà ta. Chuyện lính đạo Cato tàn sát những người khác tôn giáo và trả thù cả đến những xác chết. Xin trích một chuyện trong cuốn Lòng tin Âu Mỹ đấy của tác giả Trần Quý. Vào thế kỷ 13, dân ở vùng mà Taolo miền Nam nước Pháp ngày nay nhận thấy Jehovah độc ác, đúng là quỷ Satan mạo nhận là Thiên Chúa chứ không phải là Thiên Chúa thật. Họ thấy vị thần ấy gớm ghiếc quá, bỏ không thờ nữa. Tuy họ vẫn kính thờ Giêsu, họ lập thành giáo hội Cathari, giáo hội Công La, giáo hội La Mã, kết tội họ là tà đạo. Năm 1209, giáo hoàng Inconset thứ 3
năm 1198 năm 1216 ra lệnh thánh chiến để diệt họ. Vua chúa ở miền Bắc đất Pháp, ở đất Đức tuân lời, phái binh lính đến làm thành thập tự quân để đánh bọn tà đạo. Rất đông tín đồ Giêsu phe giáo hoàng tới trợ lực thập tự quân. Đám quân này dưới quyền chỉ huy của giáo sĩ Mauri đại diện giáo hoàng bao vây thành Bergi, thành lập mà thành bị hạ vào ngày 22 tháng 7 năm 1209. Toàn dân ở trong thành bị giết hết, cả đàn bà và trẻ con. Tòa án đạo Giêsu theo đuổi trừng phạt cả những người bị kết tội là tà đạo dù họ đã chết rồi. Chẳng hạn năm 1329, tòa án đạo Giêsu ở Casason cho đào mã 7 người phạm tội tà đạo, móc xác lên đốt đi, của cải của họ bị tịch thu, dòng dõi họ bị trừng phạt. 2. Một trong những vụ tàn sát những người khác tôn giáo trong thời Trung Cổ, chuyện được sách The Discipline and Fall of the Roman Church ghi lại như sau. Vị tướng chỉ huy chiến dịch tiêu diệt dân tà giáo Aubigen tuyên bố, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, chức vụ lớn hay nhỏ, trước rưỡi lưỡi gươm họ đều như nhau. Hiệp sĩ ngoan đạo Cato tên là Roland, khi chỉ huy đạo quân tiêu diệt người Mót Hồi giáo, đã hô lớn khẩu hiệu tà giáo là những người xấu xa, tín đồ Cato là những người công chính ngay thẳng. Khi tiến tới bao vây kinh thành Jerusalem, những người lính thập ác trong cuộc chiến thập ác thứ nhất hăng say với niềm tin rằng thiên thần đại diện cho Chúa đang chiến đấu bên cạnh họ. Thành tích của họ là 17.000 dân Hồi giáo bị tàn sát dưới lưỡi gươm của họ ở ngay nơi đền thờ Solomon. Và tất những người Do Thái ở trong các giáo đường đều bị thiêu sống. 3. Chuyện tàn sát đẫm máu ở nhà thờ Tut Bartholomew. Tín đồ Cato La Mã tàn sát dã man những người cùng thờ ông Giêsu, nhưng không chịu thuần phục Vatican. Chuyện này được sử gia rất trích ghi lại như sau. Ngày 22 tháng 8 năm 1572, nhiều sách khác ghi lại là ngày 24 tháng 8 năm 1572, bắt đầu xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu ở nhà thờ Bartholomew. Đây là một trong những vụ tàn sát ghê gớm để tiêu diệt phong trào tin lành ở Pháp. Pháp Hoàng đã khôn khéo sắp đặt cuộc hôn nhân giữa người em gái của nhà vua tới đô đốc Coligny, một vài nhân vật lãnh đạo của tin lành. Một bữa tiệc lớn được tổ chức ăn mừng lễ cưới sau 4 ngày quân lính của Tân Lan Coligny được cho ăn uống no say. Một hiệu lệnh được ban hành 12 giờ đêm hôm đó, tất cả nhà cửa của những người tin lành ở trong thành phố đều bị bắt buộc phải mở cửa. Đô đốc Coligny bị giết, thi hài của ông bị liệng qua cửa sổ ra ngoài đường. Thủ cấp của ông được cắt đem gửi cho giáo hoàng. Hai cánh tay và bộ phận sinh dục của ông cũng bị cắt, rồi chúng lôi kéo phần còn lại của xác chết đi khắp các đường phố cả 3 ngày trời. Sau đó chúng treo ngược cái xác chết không đầu, không tay, không bộ phận sinh dục của một người nơi ngoại ô thành phố. Đồng thời cũng còn tàn sát nhiều người tin lành khác nữa trong 3 ngày. Hơn 10.000 dân tin lành ở Paris bị giết hại. Những xác chết này bị liệng xuống sông và máu nạn nhân lên láng chảy thành dòng tới tận cửa sông, giống như một dòng máu trong cơn hung hãn này. Chúng có thể giết cả những người đồng bào của chúng nếu nạn nhân bị nghi ngờ là không mạnh tin vào giáo hoàng. Từ Paris, bệnh dịch tàn sát vì lòng cuồng tín như vậy lan tràn khắp nơi trong nước Pháp. Tính ra có tới hơn 8.000 nạn nhân nữa bị tàn hại, rất ít người tin lành thoát khỏi tai họa trong cơn hung hãn của chúng. 5. Chuyện Cato La Mã giết người dã man ở Ái Nhĩ Lan năm 1641. Chuyện này cũng được sách Smoking Rain
ghi lại như sau. Một vụ tàn sát người tập thể tương tự như vậy cũng xảy ra ở Á Nhĩ Lan vào năm 1641. Bọn tín đồ Gia Tô chủ mưu chọn ngày 23 tháng 10 là ngày lễ kỷ niệm Ignatius Loyola, người sáng lập ra dòng tên. Chúng dự trù có một cuộc tổng nổi dậy trong toàn quốc. Tất cả những người theo đạo Tin Lành đều phải bị giết ngay tức thì. Để làm cho những người Tin Lành không chú ý đến việc làm của chúng, chúng tỏ ra rất là tử tế với họ. Sáng sớm ngày vùng dậy, bọn chúng chủ mưu đều có võ trang, đi lùng bắt những người Tin Lành. Gặp người nào là chúng giết người đó, không một chút thương xót. Những người Tin Lành này chưng hửng trong kinh hoàng. Họ đã sống trong bình yên từ nhiều năm, giờ đây gặp cảnh ngộ như vậy, họ không biết phải chạy trốn đi đâu. Những kẻ tàn sát họ lại là những người láng giềng, bạn bè và bà con của họ. Phụ nữ bị trói vào cọc, lột trần đến thắt lưng, vú bị cắt đứt ra để máu chảy cho đến chết. Những người đàn bà mang thai thì bị trói và treo vào cành cây. Chúng mổ bụng nạn nhân, lấy thai nhi ra để cho chó ăn. Trong khi đó thì những ông chồng của nạn nhân bị cưỡng bách phải đứng nhìn những cảnh dã man như vậy. 4. Chuyện đầu lãnh đạo nước Anh ở ngoài tòa thị sảnh Westminster. Tín đồ Cato người Anh đào mã lấy xương cốt của kẻ cụ thù chính trị để trả thù một cách cực kỳ dã man. Vụ này xảy ra ở nước Anh vào năm 1661. Họ đào mã của ông Oliver Cromwell, lãnh đạo chính quyền Anh từ ngày 16 tháng 12 năm 1653 đến ngày 3 tháng 9 năm 1658, chôn ở Westminster Abbey, lấy xác đem xiềng vào treo vào một cây trụ tại Thi Bung. Sau một thời gian không biết là bao lâu, họ chặt lấy đầu đem cắm vào một cái sào rồi đem bêu ở ngoài tòa thị sảnh Westminster. Còn cái xác thối rữa của nạn nhân thì chúng đem quẳng xuống một cái hố. Cái đầu của nạn nhân vẫn bị bêu tại chỗ này cho đến năm 1685, rồi được thay đổi nhiều lần. Trong đó có một lần được đem bán cho một người tên là Josiah Henry Wilkinson vào năm 1814, trước khi đem chôn ở trong khuôn viên trường đại học Sydney, Sussex ở Cambridge vào năm 1960. 5. Chuyện bọn mật vụ Utachi giết người rùng rợn ở Croatia để phụng sự Chúa. Chuyện này mới xảy ra trong thời đệ nhị thế chiến và cũng do sách Mokren ghi lại như sau. Nạn nhân của bọn mật vụ Utachi, đạo phiệt Gia Tô Croatia trong thời bảo chúa Anter Bevelic, không những bị tra tấn tàn nhẫn về thể xác mà còn bị hành hạ đau đớn về tinh thần và lương tâm nữa. Một trường hợp vô cùng dã man và tàn ác, chưa từng thấy như trường hợp dưới đây, đã được ghi lại và phối kiểm qua nhiều nhân chứng có tuyên thệ tại Nevisini. Bọn mật vụ Utachi càng bắt hết tất cả cha mẹ, vợ chồng và 4 người con của một gia đình, người xếp theo đạo chính thống, người cha bị giam riêng ở một chỗ khác, người mẹ và 4 người con bị giam ở một chỗ khác. Suốt trong 7 ngày giam giữ, chúng không cho nạn nhân ăn uống gì hết. Rồi thì chúng mang đến cho người mẹ và 4 đứa con mỗi người một miếng thịt nướng khá lớn và nước uống thừa thải. Sau nhiều ngày không được ăn uống, những người bất hạnh này ăn hết sạch miếng thịt nướng đó. Sau khi ăn xong, bọn mật vụ Utachi mới nói với gia đình nạn nhân rằng đó là thịt người cha của họ. 6. Chuyện giáo dân Ngô Đình Khả đào mã cụ Phan Đình Phùng lấy xác để trả thù. Đây là chuyện Việt Nam. Giữa thập niên năm 1890, Nguyễn Thân và Ngô Đình Khả, thân phụ của Ngô Đình Diệm, là hai người chỉ huy cuộc hành quân tấn công lực lượng nghĩa quân kháng chiến
Văn Thân dưới quyền chỉ huy của nhà Ái Quốc Phan Đình Phùng ở Ngàn Trươi. Khi tiến được vào trong căn cứ nghĩa quân, họ được biết rằng cụ Phan đã qua đời vào ngày 21 tháng 1 năm 1895 vì bệnh kiết lỵ. Vì không trả thù được khi cụ Phan còn sống, Ngô Đình Khả liền ra lệnh cho bọn lính đạo dưới quyền quật mồ cụ Phan lên, lấy xác đốt thành tro, lấy tro trộn vào thuốc súng, bắn xuống sông Lam Giang để trả thù đúng theo truyền thống của nhà thờ Vatican. Chuyện giả mang này được Wikipedia The Phi ghi lại như sau: di hài của cụ Phan cũng bị hủy diệt. Ngô Đình Khả, một vị quan lại theo đạo Ca Tô và là thân phụ của Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên của miền Nam Việt Nam, cũng là một viên chức trong chính quyền thuộc địa Pháp, khả cho người quật mộ cụ Phan rồi sử dụng di hài của cụ làm thuốc súng để hành hình các nhà cách mạng. B. Sự kiện này được nhà viết sử chính đạo tức Vũ Ngự Chiêu ghi nhận một cách ngắn gọn trong cuốn Việt Nam niên biểu nhân vật chính, nhân vật chí như sau: 6 tháng 1 năm 1895, Ngô Đình Khả theo Nguyễn Thân đánh dẹp tổ chức Văn Thân của Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh, Nghệ An tháng 12 năm 1895. Ngự sử Phan Đình Phùng chết bệnh, Ngô Đình Khả đào mộ Phan Đình Phùng, đốt xác trộn tro với thuốc súng mà bắn đi. C. Tác giả Hữu Nguyên kể lại rằng năm 1885, Ngô Đình Khả giữ chức An Phủ Sứ Quảng Bình, lo việc bình định nghĩa quân cho của phong trào Cần Vương. Tháng 6 năm 1895, được Nguyễn Thân chọn làm phụ tá trong chiến dịch tiểu trừ phong trào Cần Vương và quan ngự sử Phan Đình Phùng. Khả làm phó tướng cho Nguyễn Thân, đàn áp các sĩ phu Văn Thân yêu nước hưởng ứng chiếu Cần Vương chống Pháp của vua Hàm Nghi. Ngày 28 tháng 12 năm 1895, quan ngự sử Phan Đình Phùng từ trần. 12 ngày sau, Khả cho đào mộ Phan Đình Phùng ở chân núi Quạt, đốt xác trộn thuốc súng bắn xuống sông. Trước đó, năm 1894, họ đã khai quật mộ mồ mã gia tộc của họ Phùng ở làng Đông Thái và bắt giam hết thân quyến Phan Đình Phùng, nhưng không khuất phục được ông. Không những vậy, Ngô Đình Khả còn chịu trách nhiệm chính trong việc biến khu vực Đài Trấn Bình của triều Nguyễn thành nhà thờ Công giáo. Việc này trong một chủ đề khác. Với thành tích trên, Nguyễn Thân được chính phủ Pháp tặng huân chương Bách Đẩu Bội Tinh hạng 3. Sau bị điên mà chết, Ngô Đình Khả được phong tước Thái Thường Tự Khanh chính tam phẩm và chức thương biện thuộc viện cơ mật. Yeah. Cụ Lê Hữu Giảng viết: theo tài liệu sử, Ngô Đình Khả được triều Nguyễn thời Pháp thuộc trọng dụng là nhờ công lao giúp sức Nguyễn Thân tiêu diệt lực lượng chống Pháp của nhà Ái Quốc Phan Đình Phùng, và đặc biệt là đã đào mã cụ Phan, lấy xác cụ đốt thành tro, lấy tro nhồi vào thuốc súng để bắn cho tiêu tan hài cốt cụ Phan. Quả thật là một tên đại thần, đại gian đại ác. E. Sự kiện này được nhà viết sử chính đạo tức Vũ Ngự Chiêu ghi nhận một cách ngắn gọn trong cuốn Việt Nam niên biểu nhân vật chí với như sau: 6 tháng 1 năm 1895, Ngô Đình Khả theo Nguyễn Thân đánh dẹp tổ chức Văn Thân của Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh, Nghệ An tháng 12 năm 1895. Ngự sử Phan Đình Phùng chết bệnh, Ngô Đình Khả đào mộ Phan Đình Phùng, đốt xác trộn tro với thuốc súng mà bắn đi. 9. Những hành động giả mang của con chiên Trần Bá Lộc, sách Nguyễn Trung Trực biểu tượng hào khí dân tộc viết: Trần Bá Lộc là người Việt đầu tiên được Pháp tổ bổ nhiệm làm chủ quận ở Nam Kỳ, có tài nhưng tự phụ và hiếu sát. Ông thân của Trần Bá Lộc là Trần Bá Phước, gốc người Quảng Bình, vào Vĩnh Long dạy học rồi theo đạo Gia Tô và cưới vợ miền Nam.
Chính Lộc lãnh trách nhiệm điều tra rồi trình cho Pháp danh sách 170 người theo theo ông Nguyễn Trung Trực. Sau đó họ lệnh bắt giết tất cả. Cũng chính Lộc được Pháp nhờ tuyển mộ 1.000 lính Mã Tà, đem về thành Ô Ma tại Sài Gòn huấn luyện rồi kéo ra miền Trung dẹp loạn. Mai Xuân Thưởng không khuất phục được Mai Xuân Thưởng, Lộc lại dở độc kế cố hữu là cho bắt giam mẹ ông và các hương lý dân làng, lâm vào tình thế bắt buộc. Mai Xuân Thưởng phải ra gặp Trần Bá Lộc tại một ngôi đình. Lộc dụ ông quy thuận Pháp, nhưng ông khẳng khái bảo chỉ có đoạn đầu tướng môn chứ không có đầu hàng tướng quân. Chỉ có đoạn đầu tướng quân chứ không có đoạn đầu hàng tướng quân. Sau đó Pháp xử chém ông tại Bình Định. Lúc chết ông chỉ mới có 27 tuổi. 10. Hành động dã man của con chiên Ngô Đình Diệm, cụ An Khê Nguyễn Bính Thinh và nhiều tác giả khác ghi lại như sau. Khi ông làm tri phủ Hòa Đa, đã nổi tiếng là tay sai đắc lực của Pháp, lùng bắt và tra tấn các nhà cách mạng rất dã man bằng cách xông lửa nến đèn cầy dưới ghế ngồi, cho ông cho trói chặt người bị lấy khẩu cung vào ghế ngồi, mặt ghế có khoét lỗ ở ngay hậu môn chỗ ngồi, bên dưới đốt ngọn đèn cầy cho lửa xông lên dần ruột gan tim phổi người nọ. Nạn nhân bị sấy lửa khô dần đi, không chịu nổi, dù có khai để chấm dứt cực hình nhưng hậu quả về sau không lường được. Lối tra tấn dã man này ngay với các bót giam của Pháp như bót Catinat cũng chưa dám dùng. Nhiều hơn nữa về tên bạo chúa phản thần Tam Đại Việt Giang họ Ngô này, xin đọc mà tiết mục một số những việc làm tàn ngược của ông Diệm. Tình Sách Hiếm, chương 63, Ngô Đình Diệm, Con Người và Tội Ác, Sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo hội La Mã. 11. Bọn lính đạo giáo khu Phát Diệm tra tấn Việt Minh trong thời kháng chiến năm 1945 năm 1954 hết sức dã man. Bọn lính đạo này nằm dưới quyền chỉ huy của Linh Mục Hoàng Quỳnh, bắt được 3 người ngoại đạo ở các làng bên. Chúng cho rằng nạn nhân là Việt Minh và tra tấn họ cực kỳ dã man. Sáng hôm sau, các nạn nhân bị điệu ra cột cờ ở trước sân chợ và bị đánh đập hết sức dã man, với chủ tâm để khủng bố tinh thần những người trong chợ. Sau đó chúng đâm chết một trong 3 nạn nhân này, thanh ngực móc mật đem hòa với rượu và moi lấy gan đem nướng, rồi ngồi nhậu hả hê với nhau. Sau đó 2 nạn nhân còn lại bị bắn chết, và cả 3 nạn nhân đều bị chúng chặt lấy đầu đem sâu vào một cái sào rồi đem cắm ở bên vệ đường ở đầu làng. Dưới đây là một phần trong bản văn do một vài chứng nhân tại chỗ kể lại cái hoạt cảnh trả thù cho Chúa cực kỳ dã man ngày này của bọn con chiên Phát Diệm. Lúc đó chợ đã họp đông, sau mấy người tù là mấy tên lính giải tù cùng viên thiếu úy trưởng đồn, cùng đi hộ tống viên trưởng đồn. Có một mà tên mang lon cai xếp hạ sĩ nhất, đôi mắt tên cai xếp đỏ ngầu, không hiểu đỏ vì rượu hay đỏ vì say máu người. Đến một cái bệ xây bằng xi măng thì tên cai xếp hô chúng bay quỳ xuống. Có một hai người tù hình như cưỡng lại không chịu quỳ. Tên cai xếp đến bên lấy bắn súng đánh cái chát vào đầu gối, người tù kêu ói một tiếng rồi quỳ xuống. Mấy tên lính lôi 3 người tù đặt quỳ thành hàng ngang. Tên cai xếp lại nói: bọn bay muốn được các ông tha để về ăn Tết với vợ con, khôn hồn thì hô theo chúng ông. Tức thì tên cai xếp hô: đã đảo Việt Minh, đã đảo Hồ Chí Minh. Hình như chỉ có một người hô theo một cách yếu ớt, 2 người còn lại cứ trơ ra. Tên cai xếp bước đến trước mặt một người tù rồi nói to: mày là tên đầu xỏ, cứng đầu thì ông cho một nhát dao về chầu ông bà.
ông vải bây giờ khôn hồn thì hô theo ông, hô mau đi, đã đảo Việt Minh, đã đảo Hồ Chí Minh. Người tù này như vận dụng hết sức mình, bèn hô lớn, đã đảo bọn Việt Giang bán nước, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm. Có tiếng lao sao của một vài người đàn ông trong chợ đập bỏ mẹ chúng nó đi, lại có tiếng hét to cứ giết hết bọn đi luôn. Các lời xúi dục như dầu đổ vào lửa, làm tên trưởng đồn tức giận, hắn rút con dao găm đeo bên hông, bước lại trước mặt người tử tội, vừa hô đã đảo, vung dao lên đâm một nhát nghe cái bóp, rồi rút dao ra đâm tiếp thêm mấy nhát nữa. Máu ở ngực người tội đỏ lòm tuôn ra xối xả. Người tử tội vật ngã vật xuống nền chợ như cây chuối bị tróc gốc. Tên cai tiếp đến tên cai xếp tiến đến thưa với tên trưởng đồn: thiếu úy đi rửa tay đi, để chúng nó đấy cho em. Tên cai xếp quay sang một tên lính đứng bên, nói như ra lệnh: mày chạy đi kiếm cái thao, mau đi. Tên lính nghe thấy thế liền ba chân bốn cẳng chạy vào chợ. Phút chốc hắn mang đến một cái thao nhôm nhỏ. Tên cai xếp gật đầu rồi đến bên người tử tội. Hắn cúi xuống đưa dao lên cao rồi đâm mạnh một phát vào giữa bụng người tử tội. Người tử tội không nhúc nhích, hình như đã chết vì mấy nhát dao của tên trưởng đồn. Tên cai xếp nắm chặt cán dao, rạch một đường dài ở bụng nạn nhân. Đoạn hắn thò cả hai bàn tay lôi hộ pháp, dùng sức mạnh banh toạc da thịt, mổ bụng nạn nhân mà hắn đã vừa mới rạch, rồi thò tay vào lôi ra một lá gan bầy nhầy còn ám cả máu đỏ tươi. Những tế bào của gan bị va chạm và đứt lìa khỏi thân thể con người, nên lớp màng của lá gan trồi lên tụt xuống tựa hồ như con ếch đang thở. Hắn bỏ lá gan vào một cái thao nhôm rồi quay lại nói tên trưởng đồn rằng bằng một giọng nói nịnh bợ: còn hai tên kia, thiếu úy, trưởng đồn tính xử thế nào? Tên trưởng đồn chưa kịp trả lời thì vợ hắn ở đâu không biết chạy đến bên, nói như hét vào tai hắn: Giê-xu ma, các ông giết người dã man như thế không sợ sao hóa ngục hay sao? Phần tôi cảm động rơm rớm nước mắt. Tôi như cảm thấy một cái lạnh từ sau ót chạy dài xuống xương sống và thấy nặng nặng ở nơi lòng ngực. Vợ tên trưởng đồn nói tiếp: muốn xử tử người ta thì bắn một phát cho người ta chết, đừng làm vậy mà phải tội. Nói xong chị ta lườm nguýt anh chồng một cái rồi bỏ đi một mạch. Không biết vì sợ lời nói phải của vợ hay vì sợ tội xa địa ngục, nên trưởng đồn ra lệnh cho đàn em mang hai người tử tội còn lại ra ngoài đầu làng để bắn. Rồi hắn bỏ đi, để mặc cho tên cai xếp và bọn lính còn lại muốn làm gì thì làm. Hai người tử tội được ba tên lính dẫn đi. Sau khi tên trưởng đồn đi khỏi, tên cai xếp ra vẻ ta đây làm lớn. Hắn đằng hắn lên giọng: thằng nào đi lấy cho tao chai rượu và mượn một cái lò than của chị bán bánh đa mang lại đây mau. Hai tên lính đứng gần thấy có vẻ mặt dữ tợn, một tên có cái sẹo lớn nơi má hình như là lốt chém, tên kia là mắt lát. Cả hai tên cùng chạy vào chợ. Chỉ một thoáng, một tên cầm trên tay chai rượu trắng, tên kia bê cái thao có than hồng đang cháy, bên trên có cái vị sắt, rồi đặt lên trên một cái bệ trống. Mặt tên cai xếp lúc này trông rất cô hồn. Hắn vẫn tỉnh táo chứ chưa say, vì lúc đó hắn chưa uống một ngụm rượu nào. Hắn lấy con dao găm lẻo cái gan ra thành nhiều miếng, đặt lên chiếc vị sắt, rồi ra lệnh cho một tên lính quạt cho than cháy đỏ. Còn cái thao, còn cái mặt người, hắn khẽ lấy mũi dao dí dí cho thủng lỗ rồi nhét vào cái mặt vào chai rượu. Rồi hắn dùng tay vừa bịt miệng chai vừa xóc xóc cho nước mặt bắn ra. Màu đen của mặt hòa dẫn với rượu trắng biến chai rượu thành một thứ màu xám không ra xám, xanh không ra xanh, đen không ra đen.
mặt hắn vênh vênh váo váo. Hắn thản nhiên xem làng nước không ra gì, vì ở đây không ai lớn bằng cha tổng của hắn. Cha đã xuống lệnh giết thì hắn có quyền muốn giết bằng cách nào là tùy ý ở bọn hắn, miễn là giết chết được Việt Minh thì thôi. Ngoài cha tổng và tên trưởng đồn ra, lúc này hắn không còn kiêng sợ ai nữa. Hắn đưa chai rượu lên uống ừng ực, mắt hắn đỏ hơn trước. Hắn gọi bọn đàn em lại uống với hắn, nhưng chỉ có hai tên vừa rồi đến để uống, chia sẻ chiến công của bọn hắn. Uống xong, bọn hắn bóc mấy miếng gan người bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến như cá sấu nuốt mồi. Mùi khét lẹt của gan người tanh nồng trải ra làm tôi muốn nôn, nhưng phải ráng nuốt cái nước chua chua ở cổ họng xuống, sợ bọn đầu trâu mặt ngựa kiếm chuyện vì chúng đang say máu người. Không chịu nổi cảnh tượng vừa xảy ra, tôi từ từ rút lui. Ra khỏi làng bỗng nghe nhiều tiếng súng, tôi tự nhủ thầm lại thêm hai mạng người vô tội gục ngã. Tôi những tưởng bọn hắn sẽ tha cho người ho đã đảo theo bọn hắn, không ngờ chúng giết tất cả không chừa một ai. 3-4 hôm sau, trên đường trở về, đi qua làng thì thấy ba cái đầu lâu người được xuyên qua vào ba cái sào tre cắm ngay trên vệ đường. Ruồi nhặng đã bắt đầu bu lại, tôi cắm đầu bước nhanh cho đi cho khuất cảnh tượng hải hùng đó. Ôi thật là dã man, không còn tình người nữa, lương tâm của con người ở đâu? Đức Chúa Trời của họ dạy nhân từ bác ái, thương người bằng cách ấy hay sao? Lòng lành của những người Gia Tô là như vậy đó. 12. Những cuộc tra tấn cực kỳ dã man của mật vụ công an và cảnh sát trong chế độ đạo phiệt Gia Tô Ngô Đình Diệm. Chuyện này được vị triết gia kiêm là học giả Bertrand Russell ghi những lời kể lại của một nạn nhân có tên là Nguyễn Thị Thơ, người thủ dòng 1 nơi các trang 166-177 trong cuốn Qua Crime in Vietnam. Tác giả Chu Văn Trình chuyển dịch văn bản này trong cuốn Hội chứng Việt Nam như sau: rắn độc được nhét vào âm hộ của phụ nữ, nhiều phụ nữ bị đau đớn đến cực độ rồi chết. Viên chức chính quyền sử dụng chai vỡ đâm mạnh vào âm hộ phụ nữ đến bất tỉnh và chết. Những tên cai tù dùng đinh sắt đóng vào đầu các ngón tay tù nhân, rồi chúng băng các ngón tay bị thương và nhúng vào gasoline, xét xăng, rồi châm lửa đốt. Chúng bơm nước vào mồm và mũi, nước trộn lẫn với nước mắm và ớt cực cay. Chúng cũng dùng xà bông và chất rít siêu, loại thuốc rửa ống cống cực mạnh để rửa cầu tiêu, sát hại vi trùng. Những chất này đốt các màng trong cơ thể, tra tấn em bé tuổi. Tôi có thể nói thế nào với ông về vụ này? Có nhiều người từng nói đến những vụ bắt hụt ông Kiểm, nên chúng bắt bà vợ và đứa con gái nhỏ của ông. Bà vợ ông Kiểm bị tra tấn trong nhiều giờ nhưng không phát hiện được vấn đề gì về người chồng. Chúng mang một thùng mà chứa đầy nước và đặt đứa con gái Nga 5 tuổi vào thùng nước và nhận chìm đứa nhỏ, rồi chúng đánh mạnh ngoài thùng, áp suất nước làm chảy máu tai, mũi và mồm đứa nhỏ. Tôi nhìn thấy điều này bằng chính mắt tôi. Theo lời bà Thơ là nhân chứng bất đắc dĩ, có 150 phụ nữ bị nhốt trong một căn phòng rộng 12 feet, dài 21 feet. Chúng tôi không có cầu tiêu. Chúng đặt một thùng trong phòng để làm cầu tiêu. Mùi hôi thối tràn ngập trong một nơi căn phòng bé nhỏ. Hầu hết những kẻ sống sót khi được thả ra đều trở thành vô dụng, không đi được. Họ bị bệnh thần kinh, đau đớn và bất tỉnh định kỳ. Ngày đầu tiên tôi bị tra tấn liên tiếp 8 giờ. Chúng thay phiên nhau ra tra tấn tôi bằng nhiều kiểu. Trước nhất, chúng đánh tôi bằng cây gậy gỗ hình chữ nhật 4 cạnh sắt. Tôi bị đánh vào ngực
và vào lưng đến chết ngất. Khi tỉnh dậy, tôi bị trói bằng lạt tre chắc và sắt, chúng treo ngược hai chân lên trần nhà. Mỗi cái đấm làm tôi tưởng tượng như chân tay tôi rời khỏi cơ thể. Sự đau đớn và phản ứng của hệ thần kinh làm tim tôi đau đớn. Trận đòn thứ nhất kéo dài hơn một giờ. Khi tôi tỉnh, chúng lại đánh tiếp. Khi chúng cởi trói hạ tôi xuống sàn nhà, tôi đứng không nổi. Chúng lột hết quần áo và trói chặt tôi vào một cái bàn. Chúng bịt miệng và mũi tôi bằng một tấm vải mỏng. Chúng làm ống nước bằng cao su, bơm nước vào mồm và mũi tôi. Tôi bị ngộp thở và bụng đầy nước, dạ đầy trương phồng lên. Lúc đầu chúng chỉ dùng nước, sau chúng trộn nước lạnh với nước mắm và nước xà bông. Trận tra tấn kiểu trên tàu ngầm kéo dài khoảng 40 phút. Rồi tôi cảm thấy tất cả tối sập, tôi bị ngất. Chúng ép bụng tôi và lắc mạnh đầu làm cho nước trong bụng ọc ra tại mồm và mũi. Tôi hồi tỉnh. 13. Khu nhà giam chính hầm của hung thần Ngô Đình Cẩn. Khu nhà giam chính hầm là chứng tích tội ác rất nổi tiếng thời Ngô Đình Diệm, dùng để giam người bị chính quyền bắt vì nhiều lý do khác nhau. Khu biệt giam này do người em út của Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Cẩn quản lý. Xin mời độc giả đọc bài sau đây của tác giả Ngô Diệp đăng trên sachthiếm.net. Chính hầm địa ngục trần gian thời Mỹ Diệm. Khu chính hầm nằm trên một ngọn đồi thông xa dân cư. Nguyên trước đây là kho chôn cất vũ khí của người Pháp. 8 kho và một lô cốt bốt gác xây cất vào lòng núi rải rác quanh đồi. Tường kho bằng bê tông cốt thép dày hơn 40 cm. Căn hầm lớn nhất có diện tích 85 m², căn nhỏ nhất 41 m². Ngô Đình Cẩn cho sửa lại các hầm này làm trại giam. Cấu trúc bề ngoài căn hầm không thay đổi, chúng chỉ gia cố lại cửa thép, lưới sắt nắm nắp hầm, trừ hầm số 5, các hầm khác ngăn thành xà lim nhỏ. Theo lời kể của nhân chứng, các căn hầm này khi trời mưa nước ngập đến thắt lưng, ngày nắng nóng hầm hập như lò than, trời rét lạnh cắt da cắt thịt. Người bị giam sống chung với chuột, dòi, mũi mòng. Mỗi căn hầm là một ngôi mộ chôn những người sống đúng cả nghĩa bóng cả nghĩa đen. Các căn hầm số 1, số 6, số 7, số 8 giam giữ những tù nhân chúng gọi là cộng sản, Việt Cộng nằm vùng. Căn số 3 giam những người công thương, gia giàu có, chúng vu oan cho họ, bắt giữ tra tấn, buộc gia đình phải bỏ tiền vàng ra chuộc thân. Căn số 3, số 4 nhốt những người đối lập, những quan chức sĩ quan của chính quyền đương nhiệm không tuân theo lệnh Ngô Đình Cẩn. Căn số 5 giam giữ các tăng ni, Phật tử, học sinh, sinh viên phản kháng chế độ độc tài, gia đình trị họ Ngô. Căn này không ngăn thành xà lim, có thời điểm chúng dồn hàng trăm người vào đây, đến nỗi họ chỉ có để đứng sắp lớp với nhau. Vì thế nhiều người đã chết vì ngộp thở. Căn số 9 là bốt gác, đồng thời cũng là nơi tra tấn khảo cung những người chúng có cho là có tội. Khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, nhân dân đã phẫn nộ kéo đến phá tan thành khu biệt giam, lùng bắt Ngô Đình Cẩn và tay chân của y. Ông Nguyễn Văn Thành, người Hà Nội, một cựu tù côn đảo, khi đến chính hầm đã thốt lên: bản thân tôi đã đối mặt với kẻ thù gần 11 năm ở các địa ngục Bạch Đằng, Ba, Chí Hòa, rồi Chuồng Cọp, Hầm Đá, Côn Đảo, nhưng tôi phải rùng mình trước sự tàn bạo cùng cực của kẻ thù đối với đồng bào, đồng chí, đồng đội của tôi ở khu biệt giam chính hầm này. Mời độc giả xem đầy đủ ở sachthiếm.net lịch sử Việt, lịch sử Ngô Diệp .bhb. Đó là xin kết thúc với chương thứ 6. Kinh khủng, đọc mà thấy rùng rợn luôn thiệt chứ, lắp ba lắp bắp luôn. Mình thấy như cái đòn tra tấn, nếu mà mình nghĩ như cái thời này thì
Thì cái thời này mà nó cái bọn mà tà đạo con chiên ngày nay cũng vẫn còn tôn thờ tà đạo này thì đúng là một một lũ gian ác. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau.